Mấy cái chân này ngon lắm các bạn. Vàng đúc của Nhật nha. Này làm tiện nè, 20 quá. Mở thấy 20 quá. À. Cái này à, nói chung mình lấy cái ấy thôi nha. Mình lấy bộ khung. Đây nè, thằng này nè. Ô, thằng này nó còn cái này các bạn. Nó còn cái trục này nè. Như mài các bạn. Khung nè. Cơ bản khung này ai mà chế được rất là ngon. Đây một trục, đây một trục. Cơ bản khung vậy các bạn. Đặt lên, đặt đồ lên. Quá ngon, khung. Hàng của Nhật nha. Nó đã vuông góc sẵn rồi. Rất là cứng. Cái này là cái ngà mang cá. Nhưng mà nó đang dính cái này. Mình không cắt ngang được nha. Cái này là cách nào làm mấy mài á. Làm mấy mài á. Ồ quay nè các bạn. Ha. Cách nào làm mấy mài ngắn. Mấy con này chuyên dụng á. Còn luôn cái trục. Nói chung chế cháo lại. Quay còn êm ghê. Mở ra mua riêng cái cụm này. Khung. Nè, khung này mình khoái nè. Chế mấy tiện CNC thì bao phê luôn. Ở đây đặt cái mâm ấy nha. Ở đây mâm dao. Để hỏi giá thử.